chào quý khán giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình 12 giờ hôm nay ngày 12 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy, đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng, dự hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA thành phố Cần Thơ năm 2023. Năm 2023, tập thể lãnh đạo ban quản lý dự án ODA, lãnh đạo đơn vị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, chỉ đạo cơ quan thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo thực tế công tác và chức năng nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ để quản lý khoa học. Đối với dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Cần Thơ, dự án 2 đã bàn giao công trình hoàn thành cho đơn vị sử dụng trên địa bàn quận Ô Môn, Cái Răng, Bình Thủy. Riêng địa bàn quận Ninh Kiều đang phối hợp hoàn tất thủ tục bàn giao. Về dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, dự án 3 đã trao 43 trong tổng số 46 gói thầu. Tỷ lệ giải ngân đến hết năm 2023 đạt trên 70% tổng khối lượng dự án. Ban đang tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương giải quyết vướng mắc, nỗ lực hoàn thành dự án đúng hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị tập trung đánh giá, phân tích những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác điều hành quản lý dự án. Từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong thời gian tới. Sáng sớm nay, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Cần Thơ đã tổ chức chương trình tri ân phát quà hỗ trợ những người bán vé số dạo. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã đến dự và cùng tặng quà. Công ty trao tặng 300 phần quà cho bà con bán vé số dạo trên địa bàn quận Ninh Kiều, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, tổng trị giá 120 triệu đồng. Năm 2023 vừa qua, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Cần Thơ luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, quỹ vì nạn nhân chất độc màu da cam, tài trợ trong lĩnh vực giáo dục y tế, vân vân với tổng số tiền 26 tỷ 700 triệu đồng. Cũng trong sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với một số ngành chức năng tổ chức triển khai những quy định mới đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đã đến tham dự. Theo đó, các ngành chức năng của thành phố được triển khai các nội dung như là các quy định về lập hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng quy định, việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của tất cả các cửa hàng kinh doanh, công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới, kinh nghiệm giải pháp việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau từng lần bán xăng dầu tại các cửa hàng, giới thiệu triển khai một số phần mềm thiết bị đo đếm tích hợp dữ liệu tất cả các cửa hàng xăng dầu về cục thuế thành phố liên tục ổn định chính xác, công cụ hỗ trợ thực hiện phát hành hóa đơn điện tử giá rẻ theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn và kết nối điện tử đối với cơ quan thuế. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Bình, quận Ninh Kiều vừa tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được quận Ninh Kiều chọn làm đại hội điểm. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đến dự. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Bình tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Nổi bật, trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí trên 2 tỷ 600 triệu đồng, nâng cấp 108 công trình nạo vét khai thông mương, kênh rạch, thay mới bản hẻm, nâng cấp hẻm nằm ngoài dự án, lắp đặt 131 camera an ninh, xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà đại đoàn kết. Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trần Văn Keo tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận Ninh Kiều, gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Bình
biểu dương khen thưởng vì có thành tích trong công tác mặt trận nhiệm kỳ qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thuận, huyện Thới Lai cũng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Tham dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai cùng lãnh đạo huyện, các xã thị trấn và hơn 80 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã về dự. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thuận và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tổng nguồn huy động hơn 70 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, gồm hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động, vận động được hơn 74 triệu đồng để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Xây dựng mới 47 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Qua đó đã giúp đỡ 65 hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo hiện nay của xã còn 3 hộ, chiếm 0,13%. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, đại hội đã hiệp thương 37 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thuận khóa mới, nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Trần Thanh Tuấn tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thuận, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Thuận đã vận động trao bằng tượng trưng xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho 2 hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã với số tiền 35 triệu đồng một căn. Ngày hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trà An, quận Bình Thủy tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 4, nhiệm kỳ 2024-2029. Có 81 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Đây là điểm chỉ đạo đại hội cấp phường của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Bình Thủy. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trà An tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cuộc vận động phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Nổi bật, đã vận động nhân dân đóng góp quỹ vì người nghèo được gần 130 triệu đồng, xây dựng sửa chữa 14 căn nhà đại đoàn kết trị giá khoảng 600 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6 hộ xuống còn 1 hộ, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng trị giá gần 4 tỷ 600 triệu đồng. Đến nay, 100% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, trên 99% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. Đại hội giới thiệu và hiệp thương cử ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trà An nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 31 thành viên do ông Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy gồm 10 đại biểu chính thức. Ban tuyên giáo quận ủy Ninh Kiều vừa tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ban tuyên giáo quận ủy đã kịp thời tham mưu quận ủy tổ chức sơ kết, tổng kết và triển khai học tập quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện tốt. Trong năm, kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển ổn định. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thực hiện đạt 66.687 tỷ đồng và tăng hơn 13% so cùng kỳ. Giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 33.550 tỷ đồng, tăng gần 8% so cùng kỳ. Công tác chăm lo các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đã tặng quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Huyện ủy Phong Điền vừa tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Năm 2023, các cơ quan khối nội chính và đảng ủy các xã thị trấn phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương giao nhận quân được quan tâm và bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch. Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm chất lượng và tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại án, không để oan sai bỏ lọt tội phạm. Trong năm, Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 121 vụ với 138 bị can. Tòa án Nhân dân
đơn quyền thụ lý 789 vụ, đã xét xử 616 vụ. Cơ quan thi hành án dân sự huyện đã và đang thi hành giải quyết 1.451 vụ việc. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo quản lý nhà nước về tôn giáo, thi hành án dân sự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2023, quận ủy Ô Môn đã tổ chức 4 đợt trao huy hiệu đảng cho đảng viên cao niên tuổi đảng nhân các dịp lễ lớn như kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, kỷ niệm sinh nhật Bác 19 tháng 5, 2 tháng 9 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 7 tháng 11 Cách mạng tháng 10 Nga. Theo đó, quận ủy Ô Môn đã tổ chức trao 57 huy hiệu đảng cho đảng viên cao niên tuổi đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 11 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm, 5 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 35 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi đảng. Hiện đảng bộ quận Ô Môn hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 10 đảng bộ cơ sở và 31 chi bộ cơ sở, với 3.786 đảng viên. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ vừa hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn về kết quả hoạt động năm 2023. Trong năm qua, Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ đã thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng Nhân dân huyện để tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động của các ban, các tổ đại biểu, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo quy trình theo quy định của pháp luật, tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua và ban hành 21 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện theo thẩm quyền, tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát được nâng lên. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn của công dân theo quy định. Vừa qua nhiều dự án tham dự cuộc thi sinh viên CTUMP với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 lần 2 do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức. Dự án dầu gội dược liệu Cotumhurst đã đạt giải nhì. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của các sinh viên thực hiện dự án này để hiểu hơn về sản phẩm của các bạn nhé. Đây là dự án của nhóm tác giả Bùi Chí Công, Võ Minh Khoa, Lê Kim Dung và Phan Thị Minh Thư. Các bạn đều là sinh viên khoa dược của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ do sinh viên Bùi Chí Công làm trưởng nhóm. Với nguồn cảm hứng xuất phát từ cái sự đa dạng phong phú của các cái loại dược liệu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên thì vẫn chưa được khai thác một cách triệt để. Đồng thời chúng em được sự hướng dẫn và dẫn dắt của cô tiến sĩ Nguyễn Thị Linh Tuyền, thì cô là người đã truyền cho chúng em những cái cảm hứng về cái niềm đam mê đối với dược liệu và những cái chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu. Thành phần sản phẩm dầu gội dược liệu Cotumhurst có chứa bồ kết, vỏ bưởi và hương nhu. Mỗi chai dầu gội 300ml sẽ được bán với giá thành là 89.000 đồng. Với mức giá này rất cạnh tranh so với các sản phẩm dầu gội dược liệu trong nước. Dầu gội dược liệu Cotumhurst là một cái sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và công nghệ làm đẹp. Thì nhóm em có sự khác biệt so với các nhóm khác, đó chính là đã định hình được cái mô hình kinh tế tuần hoàn và kéo dài được cái giá trị sử dụng của dược liệu, đó là tái sử dụng dược liệu, phần nào đó góp phần tiết kiệm được nguyên nhiên liệu và giảm thiểu được ô nhiễm môi trường. Sản phẩm sản xuất dành cho mọi lứa tuổi với công dụng giúp tóc mềm mượt, hỗ trợ giảm gầu, rụng tóc và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cảm xúc của em thì rất là vui, phấn khởi. Em rất là xúc động tại vì tụi em đã bỏ ra rất là nhiều tâm huyết cho cái dự án lần này. Với vai trò là người hướng dẫn cùng là người đồng hành với nhóm thì tôi tin rằng thì cái sản phẩm dầu gội thì nó sẽ có tính khả thi. Nhà trường thì cũng đã hỗ trợ cho các em. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng thúc đẩy hỗ trợ với các nhà đầu tư để cho cái dự án của các em nó thành hiện thực. Ngoài ra thì khoa cũng đã có những cái đóng góp cũng như là để hoàn thiện cho cái dự án. Mong rằng trong thời gian tới, sản phẩm dầu gội dược liệu Cotumhurst sẽ phát triển hơn nữa và đến được với nhiều người tiêu dùng. Đây cũng là động lực để sinh viên phát huy sức trẻ, thỏa niềm đam mê nghiên cứu khoa học, dấn thân và cống hiến. Chương trình tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, sáng hôm qua, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Cần Thơ cùng Hội Nông dân quận Thốt Nốt đến khảo sát và tham quan các mô hình phát triển nông nghiệp đô thị trồng qua Tết trên địa bàn quận, phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2024.
Theo đó, đoàn đã đến tham quan thực tế mô hình phát triển nông nghiệp đô thị trồng hoa Tết tại phường Thốt Nốt, thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất, giá cả tiêu thụ của các loại hoa Tết trên thị trường hiện nay. Đồng thời đề nghị Hội nông dân địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho bà con nông dân trong vấn đề kỹ thuật, cơ sở vật chất để phục vụ cho việc chăm sóc mua bán, hỗ trợ đầu ra cho việc tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn phường Thốt Nốt có 3,5 hectare diện tích trồng hoa Tết với 25 hộ tham gia, chủ yếu là trồng cúc pha lê, tiger, cúc Đài Loan, cát tường, dạng thọ và một số giống hoa khác. Theo ngành chức năng và người nông dân cho biết, trong vụ hoa Tết 2023 vừa qua, trừ đi các chi phí cho sản xuất, trung bình mỗi hộ nông dân nơi đây còn lời từ 30 đến hơn 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn vừa tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Nổi bật, các cấp hội đã thực hiện 9 công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận, hỗ trợ cho 10 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp thành công, giúp 192 hộ nghèo thoát nghèo, nhận đỡ đầu cho 9 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, các cấp hội cũng chú trọng thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ thành lập mới một hợp tác xã và duy trì hoạt động 18 tổ hợp tác, tổ liên kết phát triển sản xuất trong chị em hội viên, duy trì các tổ hùn vốn và quản lý tốt nguồn vốn ủy thác. Từ các phong trào trên, cuối năm 2023, các cấp hội đã giúp 192 hộ nghèo thoát nghèo, phát triển mới 645 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn quận hiện nay là 25.582 chị. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận khen thưởng cho 18 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Ngày 11 tháng 1, Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quận Bình Thủy đã tổ chức tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và liên quan các mô hình văn hóa tiêu biểu quận năm 2023. Năm 2023, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận tiếp tục được sự quan tâm. Trong năm, quận đã vận động nguồn xã hội hóa tặng quà cho 23.839 phần quà, trị giá trên 6 tỷ 900 triệu đồng cho các đối tượng. Vận động xã hội hóa xây dựng sửa chữa 51 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 3 tỷ 200 triệu đồng. Vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc làm đường giao thông trị giá hơn 14 tỷ đồng. Toàn quận có 28.315 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt gần 97%. 100% khu vực đạt khu vực văn hóa, 90 cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa. Năm 2023, quận Bình Thủy có 288 mô hình văn hóa tiêu biểu đăng ký thực hiện gồm mô hình người tốt việc tốt, gia đình khu vực văn hóa, nhà văn hóa khu vực, trung tâm văn hóa thể thao phường, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Qua bình xét có 117 mô hình văn hóa tiêu biểu được công nhận và được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy. Quý vị và các bạn thân mến, không gian của công viên với các loại cây xanh hay quảng trường theo hướng hiện đại, sáng xanh, sạch đẹp tại các khu vực trung tâm quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ giúp cho người dân thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, vui chơi, tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Và chúng tôi đã ghi nhận lại những hình ảnh diễn ra hàng ngày tại công viên Nguyễn Phương Danh và quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Cho mình đó là cái công viên này từ đằng dưới cầu Trần Niên mà lên tới cầu Tây Đô rất là đẹp. Từ ngày mà có bờ kè thì tạo điều kiện rất là tốt để cho các cụ tập thể dục dưỡng sinh được thoải mái, rộng rãi, rồi sạch sẽ và có cái không gian là khoáng đãng, thoáng mát, rất là tốt. Ở đây thì cũng có người săn sóc, quét dọn lụm rác. Giặt chiều thì thanh niên thiếu nhi đồ, rồi tuổi trung niên đồ thiếu nhi được cũng qua tập. Còn đội dưỡng sinh người cao tuổi là tập buổi dưỡng sinh buổi sáng, nhưng ngoài cái tập rồi cũng ra tập dụng cụ hồi mới về. Khởi động một ngày mới trong không gian thoáng đãng cùng những bài tập thể dục nhẹ nhàng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là người cao tuổi. Ngoài là điểm vui chơi giải trí cho người dân, công viên Nguyễn Phương Danh hay công trình quảng trường huyện Phong Điền còn góp phần tạo thêm mảng xanh đô thị và cũng là nơi để tổ chức các sự kiện quan trọng của huyện Phong Điền.
người lớn tuổi thì cái bờ kè cũng là cái nơi để các cái câu lạc bộ dưỡng sinh của các người cao tuổi để mà tập thể dục, coi như là ở đó là cái nơi nó an toàn, coi như là không có xe cộ. Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch để lên huyện nông thôn nâng cao, thì trong đó có cái tiêu chí là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Thì trên cơ sở đó huyện đã đầu tư xây dựng cái quảng trường để phục vụ cho người dân vui chơi giải trí. Con thấy ở đây đánh cầu lông hoặc là chơi những cái môn thể thao khác. Buổi chiều thì ba mẹ thường cho con ở đây là để hạn chế cái việc mà xem máy tính TV buổi chiều á, thì nó sẽ có cho con rất là nhiều, với lại mỗi lần chơi xong thì giống như là để thư giãn đầu óc để ngày mai chuẩn bị đi học. Con thấy có cái quảng trường thì nó sẽ vui hơn và nó nhộn nhịp hơn. Đa phần thì ở đây nó cũng sẽ có tổ chức một số cái hoạt động vui chơi và những cái buổi lễ. Ra đây chơi thì mình sẽ tránh cái việc là mình xả rác bừa bãi, đem những gì ra thì mình sẽ đem những gì đó về. Với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, nhiều mô hình thể dục thể thao ngoài trời, không khí thoáng mát, công viên Nguyễn Phương Danh cũng như quảng trường huyện Phong Điền đã trở thành điểm đến lý tưởng của người dân và tạo nên nét văn minh hiện đại của một huyện đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 1 năm 2024, Nutrilite Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thương hiệu trên toàn cầu. Sự kiện khẳng định tầm nhìn tiên phong và kiên tâm theo đuổi tinh thần tự hào nâng tầm sức khỏe của Nutrilite để giúp hàng tỷ người trên toàn cầu sống khỏe chủ động, trở nên khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Là nhãn hiệu đầu tiên giới thiệu sản phẩm bổ sung đa vitamin, đa khoáng chất từ năm 1934, Nutrilite giờ đây trở thành nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới trong nhiều năm liền. Nutrilite xây dựng 3 trụ cột chính là sản phẩm gói trọn dinh dưỡng từ thiên nhiên, cam kết bền vững và nâng tầm chất sống. Bên cạnh đó, Nutrilite còn chủ trương tiên phong về công nghệ khi ứng dụng phương pháp canh tác hữu cơ để tạo nguồn nguyên liệu thực vật giàu dinh dưỡng tinh khiết từ những năm 1940. Những nỗ lực tiên phong đó đã giúp Nutrilite tạo dựng hệ sản phẩm vượt trội với đa dạng giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên phù hợp với đa dạng cho mọi người ở mọi độ tuổi và mọi nhu cầu. Trong đó nổi bật nhất là bộ ba sản phẩm bán chạy số 1 thế giới là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đa vitamin, đa khoáng chất và dưỡng chất thực vật Nutrilite Double X, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite On Plant Protein, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Omega 3 được hàng tỷ người tin dùng, trở thành món quà từ thiên nhiên không thể thiếu trong mỗi tổ ấm. Bằng việc sở hữu hơn 150 bằng sáng chế cho những đột phá về sản phẩm bao bì và công nghệ, Nutrilite tự hào đã tạo ra các sản phẩm an toàn và hiệu quả, giúp thương hiệu hiện thực hóa cam kết, mang đến những sản phẩm chất lượng quốc tế. Tính đến nay, Nutrilite đã sở hữu hơn 150 bằng sáng chế cho những đột phá về sản phẩm bao bì và công nghệ. Từ khi Nutrilite được thành lập cho đến bây giờ, thì cái dưỡng chất thực vật là một trong những cái yếu tố mà thương hiệu luôn luôn tập trung vào để phát triển những cái dòng sản phẩm mang lại những sản phẩm hiệu quả, an toàn cho người tiêu dùng. Và không chỉ những cái yếu tố về thiên nhiên như vậy thì Nutrilite cũng rất là đặt nặng những cái yếu tố về khoa học. Nutrilite có một đội ngũ những nhà khoa học rất là hùng hậu, làm rất là nhiều những cái nghiên cứu, hợp tác với các viện nghiên cứu, những trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới để có thể cho ra những cái dòng sản phẩm mà tân tiến nhất, hiện đại nhất và phù hợp với cái nhu cầu của người tiêu dùng nhất. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.